để làm được như thế này và để đặt vào bên trong hộp. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một số thứ, nó cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà có một số thứ cần phải chuẩn bị. Đó là miếng nhựa format. Format ha. Nhựa. Cái thành phần của nó thì là bột nhựa ha. Nhưng mà cái này ấy, các bạn ở gần nhà bạn có cửa hàng bán thì các bạn đến cứ đấy các bạn cứ mua, hoặc là siêu thị. Nó còn có cái tên gọi khác nữa, đó là bìa mô hình các bạn. Nhưng mà cái này nó có hai loại ha, có một loại mềm, một loại cứng. Các bạn mua để ý cái loại mềm thì xài nó không có sướng. Các bạn mua cho mình loại 3 đến 5 ly ha. Tại vì thôi cứ sử dụng 5 ly đi, tại vì 2 ly, 3 ly nó rất là nó cũng là nhựa cứng nhưng mà nó mềm. Mình nghĩ là 3 ly trở lên thì xài được. Đừng có dày quá, 10 cả phân thì sẽ dày quá. Cái loại dày chỉ để ấy thôi, làm mà mô hình các thứ. Rồi, miếng bìa này ha. Từ đây qua đây luôn. Thước để đo. Bút lông dầu hoặc là bút bi cũng được các bạn. Miễn làm sao các bạn dùng để vẽ được là được. Để vẽ, để vạch mà. Dao. Dao để cắt cái miếng nhựa này ha. Dao nào cũng được, dao rọc giấy cũng được các bạn. Miễn làm sao mà nó có cái đầu sắc nhọn để mình rọc ha. Vẫn còn thiếu một cái thước các bạn. Thước kia thì nó to quá. Ok, cái này được. Cái này là cái miếng để mình làm cái điểm tựa để cắt mica. Đó, đêm nay mình cái này là dao cắt mica nhưng mà mình sử dụng cái đầu dưới. Mình sử dụng cái phần dưới chứ không có sử dụng phần trên, thì mình dùng cái phần trên để cắt miếng nhựa này. Nhưng mà mình sẽ không dùng, mình dùng dao con cá. Cái này cái mũi nó ok hơn, với cái dao này nó cứng hơn. Dao con cá các bạn. Mình cắt cái dao này thì không nói là cắt rất là ngon, nhưng mà mình sẽ không dùng. Cái này thì hơi yếu nhưng mà vẫn cắt được nha các bạn. Tại cái đầu này mình xài nó nhiều quá nè. Dao này thì ngon nhất, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái dao tệ nhất để cắt cho các bạn xem, để cho các bạn hình dung được là cái miếng này nó cũng dễ cắt thôi chứ không khó đâu. Ok ha. Ha, mẫu bọ tiêu bản đã xử lý, đã ghim ha. Bây giờ là bước để hoàn tất cái tiêu bản này. Cái tiêu bản này thì hôm nào có dịp mình sẽ làm một video nó chi tiết hơn về cái tiêu bản bọ cứng cứng này ha. Rồi, chuẩn bị thôi cũng khá là lâu. Keo sữa ha. Hoặc là silicon. Làm việc với mẫu tiêu bản thì các bạn cẩn thận ha, hết sức cẩn thận, không thì hú, không nó sẽ bị gãy móc các bạn. Các bạn ướm con bọ lên ha. Không cần lấy thước đo đâu, nếu mà chưa quen thì có thể lấy thước đo. Ví dụ như đây mình ướm lên như vậy. Tạm được các bạn. Có nghĩa là cái phần thừa tính từ chót sừng con bọ lên ra ngoài bìa ha. Là từ 5 ly trở lên, 5 ly cho tới 1 phân đi. Như vậy là cảm thấy ổn. Có nghĩa là cái miếng nó phải to hơn và bao xung quanh con bọ từ 5 ly trở lên ha.
như vậy. Thì mình ướm ướm như vậy, mình làm dấu đây, xong lấy bút vạch cho nó cái. Đây ha. Được rồi. Rồi, sau đó các bạn cắt miếng này. Vẫn là dùng cái dao cùi ha. Đặt cái thước lên để mình làm cái điểm tựa để mình rọc các bạn. Nhưng mà khi rọc các bạn nhớ canh ha, hoặc là lấy thước đo đi cho chắc ăn. Nghĩa là cạnh ngoài này và cạnh này thì nó vuông rồi. Thì ví dụ như bạn vạch ở đây, đo xem ở đây nó là bao nhiêu, 5/3 nè ha. Đó, rồi thì đầu cũng là 5/3. Đó. Giữa cũng là 5/3. Rồi. Hơi mất thời gian về cái khoảng canh này, nhưng mà cái miếng này nó vuông, nó sẽ đẹp hơn các bạn. Rồi sau đó các bạn rọc một đường, rọc nhẹ một đường trước ha. Nhớ là phải tì cái dao này sát vào cái miếng, cái thước ha. Thước học sinh hoặc là bất kỳ cái thước nào miếng có cạnh thẳng và để làm cái điểm tựa, mình tựa cái dao vào mình gạch là được rồi. Cái miếng này nó cũng không cứng lắm đâu. Các bạn gạch nhẹ trước một đường cho nó có cái vết đi, bị dính cái giấy ở cái thước. Rồi dao càng sắc các bạn gọc càng ngon ha. Tay trái mình giữ chặt cái thước này nè. Thế phải mình ấn chặt xuống để mình rọc. Khi mà rọc như này á, bạn nên lót một cái miếng gì dưới này nè, để mình làm luôn cho bạn dễ hình dung. Đây, gác lên như vậy. Xong rồi tiếp tục để nó dài cho nó qua đây luôn. Đó. Để khi mà các bạn rọc tới đây á, đây nè, để khi mà các bạn rọc tới đây á, trượt dài xuống đây rất an toàn. Nếu mà tới đây mình dừng á, thì mình phải canh các bạn. Ok ha, rọc. Khi mà nó đã có một cái đường, thấy chưa, chỗ này là chưa được nè, phải khứa lại cho nó nè. Dao nó cùn đúng không ạ? Mình xài con dao cùn nhất mà. Dao các bạn sắc sẽ rọc nhanh hơn. Đó, cứ rọc như vậy thôi. Đấy. Dựng nó cong lên, ổn. Đấy. Chỉ cần rọc 2-3 đường là có thể bẻ được rồi. Nhưng mà các bạn rọc càng nhiều đường thì cái đường cắt của bạn nó sẽ đẹp hơn. Ha. Thậm chí mình rọc tí đứt cái này luôn luôn mà các bạn. Đó, đứt rồi đó. Yeah. Ở đây nó còn một chút chưa đứt nè. Ví dụ như là nó chưa đứt đi. Mình rọc rồi. Các bạn bẻ. Bẻ như này. À. Là nó sẽ ra một miếng nhựa như này. Ngon lành. Đặt bỏ lên. Rồi các bạn để ý một chút nữa ha. Ví dụ như đây là cái miếng này thì nó sẽ vừa với chiều dài thân của con bọ. Nhưng mà đối với miếng chưa vừa, ví dụ như miếng to này, thả con bọ lên. Thả con bọ lên nó như vậy. Thì các bạn làm sao? Các bạn canh và giữ một góc thôi. Ví dụ như góc này. Góc này là ok ha. Thì các bạn vạch. Đây. Đây nó còn thừa ra một phần ha. Chích chiều thị thừa ra phần này, cũng thừa ra phần vạch đây. Thì cái đường vạch này nè, các bạn phải vạch thẳng lên luôn nè, có nghĩa là mình gọc một phát thẳng từ đây ra đây luôn, còn này dư để làm việc khác, để cho con nhỏ hơn. Chứ ví dụ như mình chỉ cần tới đây thôi đúng không, khoảng này là khoảng trống này là thừa nè ha, khoảng trống này là thừa nè. Các bạn cắt đây, xong các bạn cắt đây.
các hai đường này thì bẻ nó sẽ rất là khó các bạn. Nghĩa là bạn bạn rọc tới đây xong bạn dừng, bạn rọc ở đây đúng không, thì giữ được cái miếng này trên cái miếng to không cần ha, với lại là rất là khó bẻ. Bẻ được chứ không phải không, các bạn rọc đứt luôn cũng được mà. Nhưng mà cứ một phát thẳng tóc sang đây, bẻ ở đây cái này nó rẻ các bạn, dư thì mình xài vào cái con nhỏ hơn. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mình hướng dẫn thì mình sẽ làm nó chậm và chi tiết rõ ràng để các bạn dễ nhìn thấy. Rồi tiếp theo đó các bạn thả bọ lên gì, mình phải canh trước nha, có nghĩa là mình phải thả lên. Rồi ok chưa, đã ok gì. Rồi để đây, từ từ để cái miếng này đây là ha, trước khi mà dán thì các bạn bóc cái ni lông này ra ha. Đó, nó sẽ lung linh và đẹp hơn nhiều. Đó. Để nhanh thì các bạn sử dụng silicone. Còn muốn chờ lâu hơn và nó cũng vậy thôi, nhưng mà keo sữa khi mà nó khô nó gần như là trong suốt các bạn. Thì với lại là cái độ kết dính của keo sữa, mình nghĩ là đối với những cái mặt phẳng mà không có gồ ghề thì nó kém hơn là silicone. Cây súng của mình nó gặp một chút vấn đề các bạn ơi, nên là mình sử dụng mở cái này ra, quẹt ở đây xài luôn ha. Nhưng mà vẫn phải cần một cái nhíp. Bây giờ không cần nhíp thì mình xài nhíp tay. Đây mình làm thí điểm để cái trường hợp mà nhà bạn chưa có nhíp. Các bạn nhìn con bọ như này ha, có nghĩa là lật nghiêng nó lên, nghiêng bụng nó lên. Các bạn để ý cái phần nào nó nhô ra nhiều nhất, có nghĩa là sau đó khi các bạn đặt lên một mặt phẳng, cái phần nhô ra nhiều nhất nó sẽ tiếp xúc với mặt phẳng trước, thì các bạn bôi silicone lên. Bôi ít thôi ha. Đó, tí xíu như vậy thôi là được. Phần dưới này thì điểm tiếp xúc của nó xa hơn thì mình sẽ cho nhiều hơn. Rồi, ok, như vậy thôi. Chỉ cần một ít như vậy thôi bạn. Đó à, tạm thời, thế này đó. Xong cứ vậy các bạn cầm con bò đặt lên ha. Đây là mình đang giả sử trường hợp nhà bạn chưa có mua nhíp. Khi có nhíp thì hai tay, hai cây làm rất là nhanh. Rồi, các bạn canh nha. Đây là bước, có thể nói là cuối cùng đấy. Canh. Các bạn phải canh tương đối cho nó chuẩn ở giữa từ bốn phía vào ha. Thì sau đó các bạn thả tay ra và chỉnh lại lần cuối. Mình di con bọ xuống dưới mặt phẳng một chút xíu nữa để cho silicone nó bám chặt vào cái miếng nhựa ha. Các bạn nhìn thấy có đều chưa? Trên, dưới, trái, phải. Rồi, ok ha. Để xuống. Đại sứ quân nhớ phải giữ kích thước nha. Cái này thì các bạn nhìn thôi. Có nghĩa là từ chót sừng lên tới phía ngoài. Từ chót móc chân ra ngoài ha. Như cái đây thì chót móc chân nó đang gần cái mép ngoài quá so với cái mép sừng. Thì các bạn đẩy con bò lên một chút. Rồi, tương đối rồi. Trên và dưới, trái và phải. Như này thì bên phải đang hơi ngắn một tí ở cái chỗ này ha. Một tí xíu thôi, khoảng 2 ly, chưa tới 2 ly. Đó, rồi.
tương đối ha. Như vậy là xong các bạn, rất là nhanh luôn. Các bạn đặt nó vào một cái hộp hoặc là ở bất kỳ một vị trí nào mà không ai động đến, không có cái tác động nào đến từ tự nhiên, như chuột nè, thằng lằn, kiến, gián, nói chung và cả con người ha. Rồi, ok, vậy là xong rồi, các bạn đã có một cái mẫu. Khi nếu mà keo sữa thì các bạn phải để một ngày ha, nói chung khoảng từ 12 đến 24 tiếng. Còn silicone thì khoảng vài tiếng là nó đã khô và nó giữ bọ lại cứng rồi các bạn. Đây, như con này mình cũng dán bằng silicone. Con này mình dán bằng silicone ha. Như vàng đó, trắng trắng ở giữa bụng nó là silicone đó. Ok, các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì cứ việc comment để lại nhận xét bên dưới video, mình sẽ xem tất cả và trả lời tất cả cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.